Thưa các bạn, theo truyền thông trong nước, vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, có khoảng 2 tấn cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng, gần bãi tắm Thanh Khê và kéo dài về hướng quận Liên Chiểu, bốc mùi hôi thối. Một ngày sau, Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng công bố kết quả trắc nghiệm là nước biển vẫn đạt chuẩn theo kết quả quan trắc. Và theo sở này thì thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Người ta không hiểu là Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc ra sao để đi đến kết quả là nước biển ở ngay nơi 2 tấn cá lăn ra chết lại có thể đạt chuẩn hay trong giới hạn cho phép. Chẳng lẽ cái mức mà Sở Tài nguyên Môi trường gọi là mức chuẩn hay giới hạn cho phép lại cao đến độ đủ cho cá chết, nên khi đo lại thì thấy vẫn bình thường, có nghĩa là nếu cá chết thì là bình thường. Đọc tin mà không khỏi ngỡ ngàng, đây đúng là cung cách làm và nói của những người tự cho là mình không có bổn phận, phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ ai. Nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, dù là vô lý một cách trắng trợn và trơ trẽn. 2 tấn cá tức là 2.000 kg cá là một lượng cá rất lớn. Chúng nó không chết vì nước biển bị độc thì chết vì lý do gì? Không thể tự dưng mà vài nghìn con cá tự đâm đầu vào đá để chết. Nó cũng vô lý như khi công an nói là những người họ mời về làm việc ở đồn công an đã tự tử treo cổ bằng dây giày, tự cắt cổ bằng kéo, khứa đi khứa lại cho đến chết. Chỉ nhắc lại để khỏi quên, vì nhà nước cộng sản chỉ muốn chúng ta quên là kể từ khi xảy ra thảm họa Formosa xả thải làm ô nhiễm môi trường biển miền Trung tới nay, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa hề làm bất cứ một việc gì để làm sạch biển. Và tất cả mọi lời hứa của những người trách nhiệm đều là hứa cụi. Thậm chí ngay số tiền nhỏ nhoi mà Formosa bồi thường cũng bị họ bỏ túi và không đến tay các nạn nhân. Một chế độ mà chỉ bao gồm những tổng bí thư Giang và Lũ, thủ tướng KLMV, Bộ trưởng Giáo dục Đạo Văn, Bộ trưởng Y tế bán thuốc giả, Bộ trưởng Quốc phòng chỉ biết bám bờ, và từ trên xuống dưới chỉ biết nói dối, thì đất nước chúng ta thê thảm như ngày hôm nay cũng không lạ. Có lạ chăng là người Việt Nam vẫn nhất quyết không đứng dậy để làm sự thay đổi, loại bỏ cái đảng cướp đang hại dân bán nước này, và cũng đừng quan tưởng để ngồi chờ bầy lũ lãnh đạo cộng sản nổi khùng tự tử như cá miền Trung.